Ê vô. Rồi ok. Ê nó dặn chút. Rồi. Tới chút nữa mày. Gắn chút nữa được không? Rồi ok đó, được đó. Lên đó. Nặng lắm nha. Rồi. Chỉnh đâu rồi. Thử con tay ép nè con. Ngày chục con rồi nó nghỉ luôn á, tính nghỉ hết luôn. Chập con 230, 200 mấy ký nữa sao chịu nổi. Để gì luôn rồi, dơ để gì luôn rồi. Còn đừng phải của nó đâu nghe, lùm bỏ vô đi. Rồi sao, thử máy phải không? Lấy xe ven cho em coi. Thử máy phải không? Ờ, nãy này ra đi. Nhớt dầu nó xong rồi. Cho nó cái bình, lấy cái bình gỡ qua. Ê, kêu gỡ bình luôn đi. Đúng rồi. Nó sợ nó động ngắt luôn. Vậy, ê, mở cục cục ngủ trước. Phan. Ngủ trước. Mở ngủ này trước đi. Mở này trước đi. Không, anh ngủ trước. Nó chạm vô giỏ rồi đó. Đi vô vậy. À, con mở này cho anh đi. Lấy để cho anh cái cọc. Không có, chú ở đây nè. Phải mở cọc lại, cọc ngủ trước. Rồi gì đó coi. Tiếp đó con. Phải mở bình đi cho. Được rồi, mở gì được rồi. Lấy cái này ra thôi. Anh cho ta cái đó. Đúng không? Đó, cho ta cái đó. Rồi đúng rồi, cái này nè. Xin máy không? Đây cái máy này cho đây nè. Nó trùng hết luôn á. Nó nhớt đổ đi, xong rồi đó. Nó dầu luôn nha. Hai chai dầu nha. Móc mỏ cô cọc dấu trừ trước. Cộng qua đây cộng bên nào đâu. Đây đây nè, đây đây nào? Kẹp đây nè. Kẹp. Cho nó kẹp vô cái rồi. Ờ, kẹp đây. Ngược lại phải không? Ờ. Chịt ống dầu đi, ống dầu nha. Có điện chưa? Chưa. Có điện rồi. Trong nước luôn. Thử đồng hoàng đi, về xa lắm ạ. Xiết ốc rồi. Chưa, xiết ốc cho nó cứng.
6 trước nữa mày ơi. Rồi 4 gì đó. 4 lít đó. Bao nhiêu nhớ gì Tung? Hả? Bao nhiêu nhớ gì? 35. 35 rồi hả? À. Cho đủ luôn đi. Mày 2 chai 3 lít hả? Ừ. Chăm thêm 2 chai đi, thêm mấy nữa đi. Thêm nửa lít nữa con. Nhiều thôi nghe, nó cứ cọc ổn. Nhiều thôi. Khó nó xuống. À. Rồi ok. Vừa tay thôi, vừa tay thôi con. Rồi rồi. Được rồi. Tự gỡ ra mà. Đi châm dầu đi. Cả cho bọt bỏi, dầu ba dầu dơ lắm á. Tại vì vụ sợ hỏi gì đó. Cái dầu để lâu ngày bao cái dầu thun máy đó. Đã treo lâu cho hết ba dầu dơ đi. Ừ. 2 can chứ? Can hả? Can 4 lít. Ờ. À, bên này 4 lít phải không? Can đủ rồi. 2 chai 190, 19 ngựa. Rồi xả vào bọt đi con. Để cho khô. Đây là người người thứ hai ở Việt Nam á. Ừ. Con thứ hai Việt Nam. Ông kia hỏi nghĩa đĩa xong bỏ chạy luôn, muối mới luôn. Rồi. Vô lấy cái mà. Ờ. Hỏi nghĩa đĩa xong bỏ chạy mua máy mới luôn. Vô cái chai này vô đi. Ờ đúng rồi, mua nhiều lắm. Kìa kìa. Gửi cho ổng kìa. Đi lấy thêm nữa, nửa lít nhất. Này nhớ bắt mát cho đồng hoàng nha anh. Dạ. Giống như bắt cho con đó vậy đó, siết đồng hoàng vô. Dạ, chắc bắt vô ốc nền quá. Ờ, ốc nền hả? Ốc nền không được, ốc nền sẽ không đủ lực. Ốc nền nó có sơn chỗ nào ta? Chỗ nào cho nó có điện tiếp điện tốt. Ừ, chỉ còn ốc nền nè. Con này được không? Ờ con này đi. Ờ đúng rồi con này ta. Bắt con này. Ờ. Ốc nền. Nó tại nó không có chịu đâu. Ờ đúng rồi con này đi. Con này đi. Nó chỉ bắt thôi. Con kia bắt cứng lắm á, là bấm nhẹ chạy à. Rồi, quay thẳng cái em ơi. Ủa sẵn đó chịu phá nó làm chịu luôn đấy. Rồi để không kiếm cho anh cộng. Bắt vô đó luôn đi, để nhà không có chịu phá nữa. Làm được xỉ luôn hả? Nhẹ lắm. Không. Không phải nhưng đê đâu. Không. Thấy chưa? Có vậy đó. Phải vậy đó. À, con thứ hai của Việt Nam nha bà con, TF190 có đề.
lên 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 lên. Cái đò này có được mà. À, à để thao chơi vô. Luôn tí nè. Được được được. Thọc đây cái này, thọc đây cái này, thọc đây cái. Thọc thọc đây, thọc đây. Quá nặng ghê ta. Thôi vậy cái cọng sống. Chút nữa lên chút nữa. Rồi. Để xuống cái lúng xe. Nhớ vậy chăm nước xanh rồi cho nước xanh rồi vô nghe. Nó 4 lít đó, chăm nào đầy tới đó thôi. Không, nước xanh đó, nước nước. Nước nó là 3 lít 6. Dạ 4 lít đó. Nhớ nước xanh hả? Nước xanh xả hết luôn. Nó đang là nước lạnh. Rồi ok, bình sao bình để trước cái gì? Để đây dần dần hư uổng lắm. Không được, cái bình nó hư đó. À, ok, cái dạ lâu em. À, áo, lấy áo cho anh. Bỏ lên đi, nó dặn luôn mình uổng lắm. Rồi xài thiên thu rồi đó. Cái con